Đàn ông chủ yếu là phải thẳng thắn, nhưng có trách nhiệm. Làm sai việc thì nhất định là phải nhận. Chị hai, ngồi đây. Họ có năng lực cũng hầu sang. Tiếp luôn em, từ đầu đây. Họ muốn chi Linh nó còn trẻ như vậy. Chị hai, ngồi đây. Họ muốn chi Linh nó còn trẻ như vậy. Lấy mẹ con muốn nó suốt đời không ngước đầu lên nhìn người ta sao? Hả? Cũng đúng rồi. Linh à. Không phải, nè, coi đầu lên nhìn người ta sao? Đúng rồi. Linh à, dì Sang cũng là. Sao? Linh à, mới lấy dì Sang. Đầu lên nhìn người ta sao? Đúng rồi. Linh à, dì Sang cũng là phụ nữ, tôi rất hiểu tâm trạng của phụ nữ. Đặc biệt là người đàn ông không chịu trách nhiệm, càng không thể sợ. Phải nói hết những chuyện xấu mà họ đã làm. Nhưng có thể cho để cho người sự nghiệp sống ra cho để tìm trách nhiệm càng không thể sợ. Phải nói hết những chuyện xấu mà là họ đã làm ra cho mình. Càng không thể sợ. Chắc là lên lên từ trên. Tôi rất hiểu tâm trạng của phụ nữ. Đặc biệt là gặp người đàn ông không chịu trách nhiệm, càng không thể sợ. Phải nói hết những chuyện xấu mà họ đã làm ra cho mình. Còn có biết chưa? Anh nuôi à. Có thể niệm lên chưa? Càng không thể sợ. Phải nói hết những chuyện xấu mà họ đã làm cho mình, con có biết không? Má nuôi à. Má nuôi à. Anh Nguyễn Linh à, con có còn nhớ là từ lúc nào con bắt đầu thích Trương Bảo Chảy không? Trương Bảo Sinh chứ. Trương Bảo Chảy là Bảo Chảy. Con có còn nhớ là từ lúc nào con bắt đầu thích Trương Bảo Sinh không? Mấy tháng trước cô ấy cho tôi lại phụ nữ tập trung. Con bắt đầu thích Trương Bảo Sinh không? Chính là mấy tháng trước đó. Con xém bị một chậu hoa rớt xuống đầu. Anh ta nhào ra cứu con. Con chỉ thích anh ta rồi. Thật ra gặp được người mình yêu là phải vui mới đúng. Nhưng gặp được người đàn ông xấu không thật lòng với mình á, chỉ muốn chơi con, lơ con lên giường như vậy thật là rất đau khổ. Vậy cũng đúng, con là con gái mà, con cũng biết xấu hổ chứ. Con đừng căng thẳng, từ từ nói cho mọi người nghe. Con có còn nhớ lúc Trương Bảo Sinh cho con uống say, anh ta gạt con lên giường lúc nào không? Cũng 2 tháng trước đó. Hôm đó là ngày sinh nhật của con, ngày 13 tháng 2 thì phải. Anh ấy nói là làm sinh nhật cho con. Chúng con đi ra khách sạn ở ngoài đô thị, sau đó ông ta đặt phòng. Rồi chúng con đi vào phòng, sau đó ông ta bắt con uống say. Sau đó là lên giường, sau đó thì... Nè. Trễ rồi. Sau đó thì... Kim Bảo Linh, cô tử của biên kịch. Em bị trễ rồi, nè chết hết. Sau đó thì... Nè Kim Bảo Linh, cô tưởng cô làm biên kịch sao? Cái gì cũng... Cái gì đây dạ? Chồng dạ? Cái gì cũng chế ra được. Sau đó thì... Nè Kim Bảo Linh, cô tưởng là cô biên kịch sao? Cái gì cũng chế ra được. Chưa đến lượt cô lên tiếng. Lại đi. Cái gì cũng chế ra được. Còn nói đủ chưa? Cái màu nữa, dân màu đánh nữa. Cái gì cũng chế được. Cô nói chưa? Cô đủ chưa? Có thì... Ủa, làm lại luôn ha. Sau đó thì... Nè Kim Bảo Linh, cô tưởng là cô biên kịch sao? Cái gì cũng nói ra được. Cô đủ chưa hả? Chưa đến lượt cô lên tiếng. Cô đủ chưa hả? Chưa đến lượt cô lên tiếng. Má đang hỏi. Cô đủ chưa hả? Chưa đến lượt cô lên tiếng. Má đang hỏi nói đâu con hỏi con. Con thật sự khẳng định là khách sạn đúng không? Chậm lên em, từ từ lên. Má đọc con hỏi con. Con thật sự khẳng định là khách sạn. Con có nhớ tên khách sạn. Có nhớ tên khách sạn. Má đọc con hỏi con. Con thật sự khẳng định là khách sạn. Con có nhớ tên khách sạn có tên gì không? Khách sạn Hoa Dương thì phải. Cũng chưa uống say. Trước khi lên giường, hai người làm gì vậy? Xem tivi. Xem tivi. Đang chiếu tiết mục gì? Phim truyền hình. Phim truyền hình chiếu lại Liệt Ưng đó. Còn rất thích Lưu Hoa. Con đang nói xạo. 2 tháng trước ngày hôm đó, thật ra không phải chiếu Liệt Ưng. Nãy dân đọc Lưu Ưng.
thì kể. 2 tháng trước ngày hôm đó, thật ra không phải chiếu liệt ưng mà là chiếu bộ tùng linh. Ồ, bộ tùng linh đó. Vậy đó, vậy là nó sao rồi, bộ tùng linh đó. Tôi không sao nhớ nhầm, cũng đâu có gì lạ đâu. Có thật là nhớ nhầm không? Sao anh về? Thật là nhớ nhầm sang không? Sao anh về? Chị hai, cái lộn chị sang. Ưng quá ha. Có thật là nhớ nhầm không? Sao anh về? Chị sang. Phim truyền hình 2 tháng trước, lâu quá như vậy, nhớ làm đâu có chuyện gì đâu là vậy. Qua lâu như vậy chị nhớ nhầm đâu có gì. 2 tháng, lâu quá như vậy, nhớ nhầm đâu có gì. 2 tháng trước, lâu quá như vậy, nhớ nhầm là đâu có là đâu có gì mà là lâu quá như vậy, nhớ làm là đâu có chuyện gì lạ. Bên khách sạn khác không nhớ nhầm rồi. Đi ở cùng phòng với người đàn ông mình yêu thích, làm sao mà nhớ nhầm tên khách sạn được. Lúc nãy tôi nói rồi, khách sạn Hoa Dương. Cô sinh nhật là ngày 13 tháng 2, ngày hôm sau là ngày 14 tháng 2. Là ngày gì vậy? Là ngày lễ tình nhân đó. Chị Sang này làm nghề gì? Chị Sang này làm nghề gì? Tôi mở nhà nghỉ đó. Chị biết rõ tình hình, phòng khách sạn 1 tháng trước đã hết phòng rồi. Còn nói Trương Bảo Sinh dắt con vô khách sạn, còn lập có phòng. Bảo Sinh dắt con vô khách sạn, còn lập có phòng là không thể nào. Trời ơi, không phải vậy hả? Bà nói luôn ở dưới rồi đó. Không có dưới nữa. Bà luôn ở dưới rồi. Nói Trương Bảo Sinh dắt con vô khách sạn. Bảo Sinh dắt con vô khách sạn, còn có lập phòng là không thể nào. Chị biết rõ tình hình, phòng khách sạn 1 tháng trước đã hết phòng rồi. Còn ở Trương Bảo Sinh dắt con vô khách sạn, còn có lập phòng nữa là không thể nào như vậy được. Đúng rồi, đúng rồi, cô ta nói bậy đó. Nếu như theo lời cái màu của cô ta nói bậy đó. Nè, nếu như theo lời nói dối của con lúc nãy thì có thể nói con với Trương Bảo Sinh thật ra cái gì cũng không xảy ra, có đúng không? Thì sang, lời nói là không được nói bậy. Em tôi không bao giờ nói dối đâu. Chị sang, chị lấy tiền của anh bội phải không? Chị giúp thằng này nói trái sự thật đúng không? Anh ta là con nuôi của chị đương nhiên nói giúp giùm anh ta. Sang. Rồi. Chị Sang thì đó không phải là loại người như vậy. Cô ta nói đúng là đúng. Lúc nãy cô ta cũng đã nói hợp tình hợp lý rồi, đúng không? Đúng rồi, hợp tình hợp lý quá. Linh à, chị muốn nói trước mặt hàng xóm lần nữa. Linh à, chị muốn con nói trước mặt hàng xóm một lần nữa. Trương Bảo Sinh có chơi qua con không? Có lên giường với con không? Nhất định còn phải nói thật, thật với lòng của mình. Nói đi. Đúng. Là tôi nói xạo. Trang lại. Cái lò này to quá. Đúng. Là tôi nói xạo đó. Ai bảo anh ta không thích tôi, không bỏ tôi trước mặt đám đông nữa, cho nên tôi nói quan cho anh ta đó. Vậy được chưa hả? Hả? Nghe được chưa? Mọi người nghe hết. Anh Giang. Vậy được chưa hả? Có được chưa? Ba miệng lên. Vậy được chưa hả? Có được chưa hả? Nghe được chưa? Là con gái ông nói quan cho tôi đó. Làm sao ông dạy con đây? Ủa thì là cái quái gì vậy? Nói người ta chơi em. Giờ liên lụy tới anh rồi đó. Tới anh rồi đó. Coi như tôi sai nó bậy đi. Được chưa? Được chưa hả? Trời ơi, xấu hổ quá. Xấu hổ quá đi đi. Đừng có ở đây làm trò cho người ta nữa. Trời ơi, gì vậy mấy trời ơi, tào lao không mà. Đi đi. Cảm ơn ba nuôi. Hay dạ. Không mời chị Sang hay thật. Đi tình đi đi. Cảm ơn ba nuôi. Không mời chị Sang hay thật. Vụ án quan như vậy cũng bình phản. Mình hãng được chứ. Dù án quan như vậy cái bình thản được. Thật sự là trạng sư của hội phụ nữ đó. Trời ơi, sư của hội phụ nữ đó. Tuy Bảo Sinh nó hơi lì, nhưng mà tôi tin con tôi. Từ đầu đến cuối cũng không có gì mà. Nhưng tôi tin con.
Nhưng ta tin con. Tuy bổ sinh nó hơi lì, nhưng tôi tin con. Từ đầu đến cuối, con cũng không có gì làm quá mà. Được rồi bà xã, bà đi lấy túi sách đi, tôi với ông. Chúng tôi không về. Tôi với em đi mua cải. Được. Nói lẹ luôn. Được rồi bà xã, mau đi lấy túi sách đi, tôi với bà đi mua cải nè. Chúng tôi cũng về đây. Làm ơn đi con, sau này đừng có chơi quá đáng như vậy. Con thật sự không làm. Chơi quá đáng như vậy, sau này con thật sự không làm. Quá đáng như vậy, con thật sự không làm mà bị nói qua, còn lỗ hết rồi con trai. Con biết rồi, nhưng cũng tốt, hoạn nạn mới biết. Lúc nãy tôi bị người ta nói qua, con người tôi không giúp được rồi, tập mẹ nó rồi, con người không những có người con những không giúp con, còn đạp thêm hai cái nữa chứ. Còn muốn nói cái gì vậy hả? Xéo sắc cái gì đây hả? Tôi nói cái gì thì trong lòng ông tự biết. Nói trời ơi, xéo sắc cái gì trời. Nâu sơ. Không, xéo như vậy. Rồi nói. Xéo sắc. Xéo sắc. Tôi không gì vậy hả? Con không cần phải nói xéo như vậy đâu ha. Con nói cái gì thì ba tự biết. Nói thêm một lần nữa coi. Cái gì? Anh Trường. Nói thêm một lần nữa coi. Là. Làm sao? Làm sao đó? Nói thêm một lần nữa coi. Làm sao? Anh Trường. Đúng rồi, hai người là cha con, ngày nào cũng ở đây cãi lộn, thật là mất quá. Con không muốn cãi. Thật là mất quá. Con không muốn cãi giả với ông ta đâu. Con đi về tắm, lấy lá bưởi xả xuôi. Con về trước đây. Rồi được rồi, hết rồi. Thôi, nghe đây đi. Muốn chết luôn. Ai gì vậy? Từ 20 phút kia. Từ mình chéo không? Gần tập thôi không? Nên làm hai cái là gần tập. Sắp tập rồi đó. Bài vị tình yêu. Hiểu rồi. Vâng. Cái gì vậy? Thấy gương đẹp sướng vậy? Người đẹp xinh quê, gương mặt thanh tú, đôi mắt tròn tròn, còn có một mái tóc dài nữa chứ. Không ngờ sau ngày hôm đó là mình chia tay rồi. Tại không ngờ chúng ta lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Hôm nay là quay chỗ này nữa. Hôm qua không nhận là đám thiếu nhi đó hát hay thật á. Hát xong á rồi lại hát nữa. Kéo đến gần 12 giờ mấy mới về. Về thấy con nhỏ mở miệng ra ngủ. Bố ngủ đừng nhiên.